Bây giờ làm gì có bàn phím cơ giá rẻ mà dành cho học sinh sinh viên ta. Sao không? Với 500 cành là đã có DU EK75. EK75 rồi ngon hơn mà. Ừ, đúng rồi, vậy thì 5 triệu. Có chắc là ngon không? Cầm 500 ngàn sao đủ mua ta. Và chắc chắn rồi, DU EK75 sẽ là một chiếc bàn phím giá rẻ cực kỳ phù hợp với học sinh sinh viên. Vậy còn EK75 Pro thì nó sẽ có những tính năng gì nổi bật? Và liệu là có đáng để bỏ ra một số tiền gấp đôi để mua hay không? Thì hôm nay hãy cùng Sushi tìm hiểu về hai em này nha. Và EK75 Pro là bộ đôi hai sản phẩm làm mưa làm gió trên thị trường kể từ khi ra mắt đến nay. Và mọi người cũng có thể thấy được là ngoại hình của hai em này là giống y chang nhau, với layout là 75%, có thể cung cấp được đầy đủ các phím chức năng nhưng mà không có chiếm quá nhiều không gian trên màn hình của chúng ta. Có thêm thiết kế núm xoay tăng giảm âm lượng khá là trending hiện nay. Ở đây thì cả hai phiên bản mình đều đang có màu black and white rất là đẹp, phải không nào? Về cái chất bi của cả hai em này thì đều sẽ được làm bằng nhựa cao cấp. Về độ hoàn thiện thì phải nói là 10 điểm đối với cái mức giá như thế này. EK75 thì được build theo kiểu profile OEM khá tương tự với Cherry nên là dễ dàng tiếp cận và làm quen. Phần keycap thì được làm bằng nhựa ABS double shot khá là bền bỉ và các ký tự trên phím thì cũng in rất là sắc nét. Trong box của EK75 thì nó sẽ có kèm theo một cái key roller. Thì tại sao không có switch roller cũng là điều mà mình muốn nói tới đây. Tại vì đây là một chiếc bàn phím không có hot swap. Nhưng mà đối với một chiếc bàn phím cơ 500k mà có hot swap nữa thì nó là một điều hơi xa xỉ, đúng không? Mình cảm thấy là cái bàn phím này không cần phải thay switch hay là mode nữa, tại vì chất lượng hiện tại của nó cũng đã quá tốt rồi. Chiếc bàn phím này thì đã được lắp sẵn rồi nên là khi mọi người mua về thì có thể sử dụng được luôn. Có lock tiêu âm, sử dụng các jack mount, flatless cut và có sử dụng thêm lock fan BBC EVA. Con này thì sẽ có hai option switch cho mọi người lựa chọn là Rim Switch và Firefly Switch. Lần trước thì mình đã test Rim Switch rồi thì lần này chúng ta sẽ cùng test Firefly nha. Cũng sẽ là một chiếc bàn phím cơ giá rẻ nhưng mà vẫn có led nền. Mặc dù nó không phải là led RGB, nó chỉ dừng lại ở led rainbow mà thôi, nhưng mà hãng đã bù lại bằng một dải led RGB nằm ở phía bên cạnh phím như thế này. Thêm một điểm trừ trên EK75 nữa đó chính là nó chỉ có duy nhất một hình thức kết nối thông qua dây USB-C. Trong khi đó thì EK75 Pro nó sẽ có kết nối qua Bluetooth 5.0 và wireless 2.4 nữa. Điều này giúp chúng ta có thể dễ dàng thay đổi giữa các thiết bị kết nối. Tổng kết lại thì EK75 chỉ với 500 cành là chiếc bàn phím Relux ngon nghẻ nhất, mang lại cái cảm giác gõ và trải nghiệm tốt nhất trong tầm giá. Vậy ngoại trừ lợi thế kết nối thì EK75 Pro có gì hay ho để mà người dùng có thể bỏ ra số tiền gấp đôi so với lại là EK75? Về bản chất thì EK75 Pro nó cũng sẽ giống với lại là EK75 nhưng mà nó có thêm nhiều các tính năng nâng cao. Chắc chắn rồi, tại vì nó là bản Pro mà. Và những cái tính năng nâng cao này sẽ phù hợp với những ai mà có nhu cầu sử dụng nhiều tính năng ở trên bàn phím. EK75 Pro sẽ là một đối thủ rất nặng ký của những chiếc bàn phím cơ phân khúc giá 1 triệu đồng. Về ngoại hình thì nó không khác gì so với lại là EK75 cả. Phần vỏ cây vẫn là được làm bằng nhựa ABS, nhưng mà phần keycap thì đã được thay bằng nhựa BBT double shot, đảm bảo là sẽ cứng cáp hơn và bền bỉ hơn. Một điều mà nó có thể là lý do chính khiến bạn quyết định xuống tiền mua con Pro đó chính là phần hot swap. Mà như mình đã nói là EK75 không có hot swap thì cũng đã rất ngon rồi. Phiên bản Pro này có thêm hot swap thì sẽ còn ngon hơn nữa. Mà khi mọi người mua về thì mọi người hoàn toàn có thể thay từ switch và thử cái cảm giác lạ theo như mình mong muốn. Switch của em này mà mình có ở đây đó chính là Rim Switch. Nó khác với là EK75 mà hồi nãy mình vừa mới test. Mọi người có thể so sánh được âm thanh của hai loại switch này trong video này luôn nha. Và âm thanh của Rim Switch thì nó sẽ đầm hơn, ấm hơn và cảm giác gõ thì nó cũng tương tự thôi, tại vì cả hai em này đều đã được relux sẵn. Phần start thì cũng rất là chắc chắn và không phát ra âm thanh lọc xọc khi gõ.
Có thêm một điểm nâng cấp của EK75 Pro so với lại EK75, đó chính là phần LED RGB. Không phải là cái phần giải LED RGB ở bên cạnh phím này đâu nha, tại vì cái phần này thì cả hai em nó đều sẽ giống y chang nhau. Cái phần mà mình muốn nói ở đây đó chính là phần LED nền. Ở trên EK75 thường thì nó sẽ chỉ là LED rainbow mà thôi, còn trên EK75 Pro nó sẽ là LED RGB hẳn hoi. Và có rất là nhiều các chế độ đèn LED khác nhau mọi người có thể thay đổi thông qua phím tắt. Tổng kết EK75 Pro thì nó sẽ phù hợp với những bạn muốn nhiều hơn một chiếc bàn phím cơ bản, và so với cái số tiền mà bạn bỏ ra thì những gì bạn nhận lại là vô cùng xứng đáng. Vậy là chúng ta cũng đã điểm qua sự khác biệt giữa DJI EK75 và EK75 Pro. Tùy vào nhu cầu và ngân sách của các bạn thì mỗi sản phẩm đều sẽ có ưu điểm riêng. Nếu như bạn thích sự tùy chỉnh và những cái tính năng nâng cao thì EK75 Pro sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời. Còn nếu như bạn chỉ muốn một chiếc bàn phím cơ chất lượng với giá thành hợp lý thì chọn EK75 không thể làm bạn thất vọng. Hãy cho Sushi biết ý kiến của bạn ở phần bình luận ở dưới video nha. Đừng quên like và subscribe để xem các video đánh giá và so sánh về ghi.